Xin chào anh em, hôm nay thì sẽ chia sẻ anh em cách để nuôi cây bonsai mini, siêu mini sao cho nó mau lớn á. Bao lớn về tay cành, nhanh thành phẩm. Cái này, vấn đề này cũng nhiều anh em hỏi. Thôi hôm nay mình làm cái này, mình chia sẻ cho anh em luôn ha. Nói chung nó cũng không phải là cái bí quyết gì, nhưng quan trọng là cái mình canh đúng thời điểm thôi anh em ha. Có hai cách để mình nuôi cây bonsai mini, siêu mini mà nó mau lớn á. Cách thứ nhất là cái thả đất. Cách này thì anh em dùng cho anh em nào đất nhiều, đất rộng anh em ha. Chứ còn anh em mình thì nhà phố rồi làm sao có cái đất rộng để thả với đứa mà nuôi ha anh em. Rồi cái thằng siêu mini với mini á, thông thường là người ta sẽ ít có thả đất lắm nè. Bởi vì thả đất là một trong những cách tối ưu nhất để cây nhanh phẩm thôi. Ví dụ anh em nuôi tinh chậu vậy là 3 năm mới được cây đẹp, nhưng người ta thả đất chỉ cần 5 rưỡi thôi. Cái thời gian nó rất là nhanh như vậy đó anh em ha. Còn nhưng mà nhà mình nhà phố bây giờ làm sao, buộc lòng thì mình phải nuôi tinh chậu thôi ha. Cách thả đất là mình không có thi rồi. Cái thứ hai là nuôi tinh chậu. Cái này dùng cho anh em ít đất với nhà phố rồi anh em ha. Ví dụ như nhà mình là ít đất như nè, rồi với anh em nhà phố rồi. Cách này thì phổ biến nhất trong cái nghệ thuật nuôi bonsai mini với siêu mini. Hôm nay mình sẽ làm cái cây này, rồi mình sẽ chia sẻ anh em xem luôn. Thứ nhất của cái cách nuôi tinh chậu vậy nè anh em, chọn cái thời điểm vô dây đó. Như anh em thấy cây này của mình không, nó bùm sùm vậy nè đó. Khi cắt ra rồi anh em mới thấy được cái cây nó tổng thể cây, chứ còn hiện tại nó bùm sùm gì. Tại sao mình phải bình thường vậy không? Canh cái thời điểm vô dây là khi mà mình chọn được cái tất cả các giống cây ha. Ví dụ như cây linh sam này đi, thì nó vừa chuyển qua cái màu hơi gám gám của cái da anh em ha, thì lúc đó chúng ta sẽ vô dây, canh vô dây nó. Cái thời điểm canh vô dây nó rất quan trọng anh em ha, rất quan trọng. Tại vì biết sao, nếu mà vô sớm quá thì cây nó bị chai là nó không lớn nữa, hoặc là nó sẽ bị dập một số nhánh một số nơi á, rồi nó sẽ chết. Cái thứ hai nữa là cái vô dây sớm không đúng điểm là nó sừng lại, nó không lớn anh em ha, sừng lại không lớn. Cái lý do này là rất là nhiều anh em bị anh em ha, bị rất anh em nhiều lắm. Vì cứ mình thấy với anh em ít cây á, cái anh em nôn thấy cái nó vừa lú ra, cái nó chưa đủ cái chuyển sang cái độ gám gám, độ già, cái anh em vô dây. Già đây là có nghĩa là nó vừa gám gám anh em ha, cái đó anh em phải canh. Chứ còn mình dùng từ địa phương mình nói gám gám thì anh em cũng không biết gám gám như thế nào nữa. Mình canh sao mình thấy nó vô dây được á, nó hơi chuyển sang cái màu gám gám gì đó, màu trắng trắng á. Kể cả mai chú thủy rồi các dòng cây khác nó cũng phải vậy nha anh em ha, cũng phải vậy luôn. Là cái thời điểm canh thời điểm vô dây. Rồi vô dây xong, tại sao anh em thấy như mình thả cành bùm sùm vậy nè, tới nay mình mới cắt. Cái này nó cũng quan trọng lắm anh em ha, quan trọng trong cái nghệ thuật chơi bonsai á. Nó sẽ giúp cho cây nhanh hoặc là chậm cũng ngay cái chỗ này ha. Anh em thấy không, mình vô dây xong mình bẻ đầu cắt lên nè, đó. Cắt lên chứ không cắt, có nghĩa là cái nhánh cắt lên. Còn anh em nếu mà ngon nữa thì cứ lấy cây cắm xuống này nè, rồi buộc nó gây, buộc gì vô đây thì nó đỡ hại cái cây hơn, nó nhanh lớn hơn cái hình thức đi dây như thế này đó. Vô dây xong rồi cái bẻ đầu cắt lên ha, để giúp cho cái cây mình nó nhanh lớn cái chi rồi cái xương dâm nó anh em ha, nó nhanh lớn dữ lắm. Chứ còn anh em vô xong rồi cắt ví dụ như này vô tới đây xong xuôi cắt ngang đây lấy thì nó rất là lâu lớn, cành này lâu dữ lắm, lâu. Nó vô dây đã lâu rồi mà giờ mình cắt liền nữa thì cái sự trao đổi chất trên cái cành của nó rồi nó thúc đẩy sự phát triển của cành không còn nữa anh em ha, nó ra tới đó nó ngừng lại rồi. Rồi cây nó sẽ chậm phát triển cái cành đó. Cho nên là thời gian nuôi anh em là kéo dài hơn. Có nhiều anh em nói sao qua phố nuôi cây nhanh vậy, nó không phải, nó cũng cái công thức như vậy thôi, cũng làm giống như những gì mình chia sẻ anh em thôi. Nhưng mà cái mình canh cái thời điểm nó rất là quan trọng ha, canh thời điểm. Rồi khi nào mình mới cắt cành tháo dây thì hôm nay nè, nó khi mà nó cái cành xương dâm thứ cấp, cái xương dâm á là cái cành 1 cành 2 nó đã đạt đến cái độ nào mà mong muốn của mình, nó nghĩa là nó tỷ lệ so với cái thân, tỷ lệ như thế nào thì anh em canh thôi ha. Chứ còn mình cũng không có nói được, ví dụ như 7, 3, 6, 4 hay là gì đó, 5 năm, ví dụ gì đó thì mình thấy nó tỷ lệ được cỡ chừng như so ở qua phố thì chỉ cần là 6, 4 là
nhìn thấy nó cân với cái cành với cái thân á, là qua phố cắt như hôm nay nè, là sẽ qua phố cắt cắt để làm xương dâm thứ cấp nữa trong cái tay này kiểu vậy. Anh em cũng để ý mấy cái đó, cắt sớm thì cũng không được mà cắt muộn thì cũng không xong ha, phải canh canh vừa đủ tới mình cắt, còn vừa đủ như thế nào thì anh em thấy cái đó mắt thường anh em nhìn vô, ví dụ như cái tay cành đó, nó tỷ lệ với cái thân như thế nào đó rồi cắt đó. Bữa nay mình cắt cắt để mình làm cái xương dâm thứ cấp anh em ha. Hiện tại nó chỉ có bộ tay cành cơ bản thôi, hồi nữa mình bứt lá cho anh em xem. Rồi sau khi mình cắt tỉa cái này mình sẽ cắt một lần nữa, nó bơm cái tàn lại nó mới đẹp ha anh em. Cho nên bây giờ mình phải chừa, khi mà sợ nó cắt sâu quá nó chết đầu rễ ấy ha, ở chết đầu cành á, rồi nó sẽ ăn vô nó xấu cây. Bây giờ trước mắt rồi mình làm như thế này thôi, cọng nào nó chưa có được êm á, như mấy cọng này nè, nó chưa nằm đúng vị trí vô êm á, thì mình sẽ vô dây để dần xuống tí nữa. Còn mấy cây nhỏ này nè, nó chưa đạt tỷ lệ mình để lại mình không cắt. Rồi khi nào mình mới rút gọn rễ là khi cây nó đạt được cái độ khoảng chừng 70% như vậy nè anh em, 70-80 cũng được, thậm chí nuôi thành phẩm xong cũng được đó anh em. Nhưng mà thành phẩm xong á, cái đầu cái bộ xương dâm nó nhiều á, mình rút rễ khi cây nó thiếu chất, sợ nó si nó sẽ bỏ một số tay cành. Cho nên để mà đảm bảo an toàn mà tốt nhất á, là khoảng chừng 70% như vậy ha, 70% như vậy hoặc là 80%, rồi xong xuôi chúng ta rút rễ. Rút rễ là cắt một cọng trường cộng như mấy lần trước mình nói ha. Nè anh em thấy không, mình khi mà rút rễ là anh em chọt cái kéo xuống nè, như vậy nè, nó xéo ăn xéo ở bên trên, nó xéo vô trong ngoài xéo ra để chi, để cho cái cây mình sau này nó thành một cái đầu rễ luôn ha, nó ăn xuống luôn cho nó đẹp đó. Anh em thấy không đó, thấy chưa đó, là cắt xéo vậy nè anh em. Còn không thì anh em nó có dao bén hay cái đục gì á, anh em đục cũng được. Mình thì mình hay dùng cái kéo này, là cắt là mình anh em ước lượng cái chậu sau này mình ra bao lớn, như cái chỗ này mình cắt nè, mình sau này nó sẽ ra, mình thêm ra tới đây thôi, là cái cỡ chậu sau mình sau này của mình á, thấy không, như mấy lần trước thôi. Rồi như thế anh em cắt xây dòng, cắt cho một cái cho nó ngọt nha đó, cắt cho nó ngọt anh em thấy không đó, cắt cộng trường cộng đó, làm sao thì chia sẻ anh em vậy ha, chứ không có cái dấu giếm gì hết. Cọng này cũng vậy, hai cọng này thì mình cắt cái cọng này đó. Rồi khi được 70% là cắt an toàn nhất anh em ha, cứ để nó khi mà nó gần như thành phẩm á, là nó mang cho mình cái bộ xương dâm rất là nhiều anh em ha, xương dâm rất là nhiều, cái đầu mình cắt là lơ mơ nó chịu không nổi, là nó sẽ bỏ một số xương dâm thì nó uổng cái công mình chăm sóc chứ gì á, mình phải làm lại cái xương dâm ha, anh em chú ý chỗ đó thôi. Nói chung là chơi cái cây, nuôi cây để nó nhanh thành phẩm á, nó mau thành phẩm, mau chơi á, thì anh em mới canh là cái thời điểm nó rất quan trọng ha, giống như là anh em mình hay nói đúng người đúng thời điểm vậy anh em ha, nó rất quan trọng. Có nhiều chỗ mình cắt cả hai cọng luôn anh em, bị gì biết sao, cái bộ rễ cây này nó rất là nhiều, mình có không sợ nó chết nữa. Là cũng để bùm xùm như vậy anh em ha, bùm xùm như vậy xong rồi anh em mới thu rễ nha, thu tay cành rồi thu rễ luôn. Chứ còn mà anh em nó tay cành nó nhiều quá mà anh em thu rễ là nó cũng không chịu nổi nha anh em ha, thu rễ nó không chịu nổi. Nó mạnh anh em, nó linh sam này nó mạnh nhưng mà nó cũng phải làm theo đúng bài bản nó chứ anh em ép nó quá không được đâu. Cái gì nó cũng vậy. Bình thường anh em dục bờ gào nó sống á, nhưng mà trồng là nó chết á. Chứ không phải nói là cặm nó cũng lên là cũng đúng, cặm nó cũng lên á, nhưng mà nó hên xui chứ không phải là cứ cặm là nó lên đâu. Cái chỗ này là nó mình sẽ cắt bớt cộng anh em ha, nó nhiều quá. Xong rồi mình phanh đồng lại cũng giống như mấy lần trước thôi ha. Xong anh em rút gọn rễ vậy, mình làm xương thứ cấp trên đây khoảng một thời gian nữa, khoảng 6 tháng nữa sau đó mình sẽ lên chậu cái này ha. Nếu còn ép nó lên thì khoảng chừng 3 tháng sau lên chậu, vừa chơi vừa nuôi tiếp. Còn cái ngọn nè, còn mấy chỗ nó xương dâm thứ cấp chưa làm xong nào ha.
Rồi xong xuôi là lồng chậu. Lồng chậu là khi nào mình lồng chậu? Là trồng cây á, cây phôi á, như vậy nè, là mình phải lồng chậu nghe hết anh em nè, lồng chậu như cây kim giòn này anh em thấy không đó. Nuôi trồng trên chậu là anh em nên lồng chậu vậy, lồng chậu lồng á, nó bự sâu thì tốt nha. Còn cái chậu mình nuôi á, là không nên bự sâu. Lý do mà không nên bự sâu là mình đã chia sẻ lúc mình làm lô cây trang ở cây hồng hồng mai rồi anh em ha, phải lồng chậu như vậy. Kể cả cây mini và cây bonsai siêu ni, cây này là thành phẩm của mình nè, là cây lá lớn da đen nè, mình vẫn phải lồng chậu. Lồng chậu nó rất là lợi hại như này, là cây khi mà cây á nó chỉ nằm khuôn khổ cái chậu nuôi ở cái chậu mình chơi thôi, và nó lòn rễ xuống mấy cái lỗ thoát nước á, rồi mình bỏ phân dưới này thì không sợ cháy đầu rễ những rễ này ha, cây mình vẫn đủ chất đủ nước để mình nuôi sống và mình vẫn chơi bình thường. Khi nào đi chơi thì anh em nhắc cái chậu lên cắt rễ dưới, rửa sạch cái chậu đi chơi thôi. Đất trồng cũng rất quan trọng đối với cây cây nhanh lớn, quyết định sự nhanh lớn cây không nhanh lớn ha. Như cây phôi vậy là mình trồng 50% bụng dừa nè, 30% cát xây dựng hoặc than lao ông ha. Nếu mà có cát xây dựng thì trộn xây dựng, không chủ yếu là cây phôi thôi, trộn xây dựng là cây phôi mới cắt á. Còn nếu mà cây mà đã nuôi được thời gian vậy thì anh em nên trộn than lao ông á, bị than lao ông nó cũng giống như phân hữu cơ anh em ha. Và 20% phân chuồng mình thường dùng là phân trùng quế với phân dê, phân dê nha. Còn anh nào sang nữa thì mua phân con dơi á, cái loại bay trời á là nuôi đó, trộn vô trồng 20% đó. Rồi đi phân như thế nào? Đi phân là mình phải dùng, nếu mà dùng phân hóa học á thì hôm nước đã chia sẻ anh em rồi ha, là cây phôi như vậy á là 15 ngày mình tưới một lần, còn cây thành phẩm như vậy á là 1 tháng tưới một lần ha. Anh em nhớ mấy cái mốc thời gian đó. Và khi mình tưới phân hữu cơ, phân hữu cơ á, đi phân hữu cơ thì anh em khi nào thấy nó hết á, cái này nó hết chất hữu cơ nó đây nè, thì anh em bỏ gì nữa, phân hữu cơ thì không sợ ha. Nhưng mà cũng phải bớt thôi chứ không phải mà không sợ là bỏ một đống vô đó nó chết luôn nha. Chú ý khi tưới phân á là đến ngày tưới là nhất định phải tưới cây phôi hoặc là cây thành phẩm nha, đến ngày tưới là nhất định phải tưới, anh em nhớ kỹ chỗ này nha, đến ngày tưới là nhất định phải tưới. Rồi tưới theo liều lượng đàng hoàng, không có tham lam mà mình pha nhiều mà tưới cho nó ít lỗ nhiều bổ là không phải nha. Vì tưới ví dụ như mình thì lúc trước mình hay sử dụng phân DAP và NPK, cái chỗ địa phương anh em thì mua được cái gì thì dùng dùng cái đấy. Thì cứ 15 ngày tưới DAP thì 15 ngày sau mình sẽ tưới NPK, là tưới như vậy đó. Cách tưới là một muỗng ăn cơm, muỗng cơm đầy mình múc đầy pha với 1 lít nước, tưới gốc và tưới buổi chiều, chiều tưới sáng xả, mấy này là mình chỉ nhắc lại thôi ha. Rồi bên cạnh đó còn nắng nước rồi, nhưng mà chú ý chỗ này nè, là đến ngày tưới phân là nhất định phải tưới. Mưa lớn thì đợi mưa xong nó rút nước trong chậu đi rồi hả tưới, chứ không thấy cây nó tốt quá, hồi đợt này nó tốt quá để đợt sau hả tưới là nó sẽ sừng lại anh em, sừng lại ha, nó sừng lại là nó phát triển kém lại lên. Tóm lại trong clip hôm nay thì anh em chú ý cái thế này nè, thứ nhất á là chọn thời điểm đi đi dây, cái thứ hai là chọn thời điểm cắt cành làm xương thứ cấp, rồi cái thứ ba là tưới phân phải đeo đúng liều lượng và đúng ngày đúng giờ, đúng ngày đàng hoàng, tới ngày đó là phải tưới, là phải tưới chứ không thể thấy nó tốt quá không tưới ha. Và cái thứ là đất trồng hay như thế nào đã mình chia sẻ anh em rồi, và khi trồng nên lồng chậu như vậy ha, tất cả cây phôi cây thành phẩm đều phải lồng chậu gì hết đối với bonsai mini và siêu mini. Tại vì siêu mini á, là thông thường người ta không có trồng cái đất, trồng đất không lẽ là nằm xuống sữa anh em ha, nằm xuống sữa cũng khó. Rồi bên cạnh đó nó còn yếu tố nắng và nước, đủ nắng đủ nước thôi, chứ còn nói chung là tất cả những cây trồng chậu cái gì nó cũng vừa đủ là tốt, chứ đừng có tham lam quá cái mình thêm tí là chín chỗ thêm tí là nó chết. Mùa mưa thì anh em canh nắng và nước ha. Trong clip này thì anh em chú ý mấy chỗ đó thôi. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại clip sau.